Anh Đức rất là vui khi hôm nay được quay lại BB Thanh Mai một lần nữa. Lần trước thì tới được thăm khám và điều trị sẹo rỗ. Anh Đức là con trai, ít có bao giờ quan tâm tới cái chuyện nhan sắc của mình lắm, cho nên cứ hay bị chọc ghẹo hoài. Một diễn viên nam, một người đàn ông thì cái điều quan trọng nhất là mình phải làm sao để mà có được một cái body thật là tốt, một cái thần thái thật là khỏe để mình có thể tham gia những bộ phim đòi hỏi có cái sức bền và cái sức dẻo dai. Thì Dũng chưa bao giờ suy nghĩ là mình sẽ làm một cái điều gì đó. Và cũng có rất là nhiều bạn bè cũng như là mấy cái chỗ trung tâm họ có nói Dũng là thấy mặt em có bị một số rỗ trên mặt. Thì Dũng nói đó là cái hậu quả ngày xưa là khi mà mình xài kem phấn của đoàn phim đó, mình không có kỹ nên nó để lại cái mụn và nó sao thành thẹo. Thì có một số hứa sẽ giúp làm cho Dũng, nhưng mà Dũng nghĩ là cái điều đó nó không có tốt. Tại vì cái công việc của mình đó thì nó tiếp xúc với nắng trực tiếp nên mình không thể nào làm được cái điều đó. Khói bụi nữa sẽ làm cho cái da mình nó xấu đi và cái sức khỏe của mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thêm cái nữa là về tuổi tác nữa, mỗi ngày lớn hơn, cho nên là cái mình bị lão hóa cả bên ngoài lẫn bên trong. Cho nên là mình cũng cần, ngoài cái chuyện mà mình ăn uống như thế nào để mình tránh được bệnh tật, thì mình cũng phải tập luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe. Nhưng mà thật ra mình cũng phải cần cái tác động gì đó để mà có thể là gọi là cải lão hoàn đồng thì không phải, nhưng mà mình phải duy trì được cái sức khỏe của mình hoài, tuổi xuân của mình hoài, để cái tuổi đừng có đuổi xuân đi. Và từ khi mà được chị Thanh Mai giúp đỡ anh Đức, giới thiệu cho một cái liệu trình mới và điều trị, và anh Đức thấy rõ ràng là có tác dụng, có hiệu quả. Và khi mà có hiệu quả như vậy thì con trai thì đã thích vậy rồi, thì huống hồ gì là phụ nữ. Chắc chắn là về vấn đề làm đẹp thì các chị em phụ nữ lại càng phấn khích hơn nữa. Riêng với Mai thì có một cái điều vậy, thì với Mai thì cái BB Thanh Mai nó thành lập gần hơn 20 năm rồi. Và Dũng với Mai đã từng làm sức sống mới nhau cũng hơn 10 năm. Và Dũng hiểu Mai rất là nhiều. Và khi mà Mai nói là thôi bây giờ là dù gì thì ông cũng đã già rồi, bây giờ tôi sẽ giúp cho ông coi như là trẻ hơn để ông đóng vai kép hoài. Thì mình cũng có suy nghĩ, thật sự là suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì nếu như mà lỡ làm không tốt thì không nói, nhưng mà lỡ làm thí dụ như mình ra nắng mặt bị nám thì nó rất là khổ. Thì cuối cùng thì Dũng cũng đồng ý và Dũng tham gia cái phương pháp điều trị để mà làm trẻ quá. Thì Dũng đã làm vào một thời gian thì Dũng thấy là nó có sự thay đổi rất là rõ rệt. Và điều trước tiên là Dũng không có bị nám, và cái điều hai nữa là làn da nó bị non lại, nó không có dày và nó sần giống như trước đây nữa. Và khi mà tại vì mỗi lần mà Dũng rửa mặt á, thì Dũng có cảm nhận được cái điều đó, và nhìn thấy kính thì mình nhìn vô kính thì mình thấy được cái điều đó. Và bây giờ thì Dũng vẫn đang tiếp tục làm cái công việc đó. Nghĩ tới cái cách nào đó để mình có thể đảm bảo sức khỏe của mình. Hôm nay bởi vậy mới tìm tới BB Thanh Mai. Sau 6 tuần điều trị với cái liệu trình trẻ hóa cũng như là chống lão hóa từ bên trong và tăng cường cái sức khỏe từ BB Thanh Mai, thì Út thấy có cảm giác là giống như mình gặp được phép màu vậy. Phép màu là bởi vì ngoài cái chuyện mà da dẻ mình cảm giác là nó mịn hơn, nhưng mà cái mà thấy thích ở chỗ là mình cảm giác là đối với đàn ông thì cái cơ bắp nó rất quan trọng, và cơ bắp mình cảm giác nó săn chắc và cơ thể nó rắn rỏi hơn rất là nhiều. Và mình cảm giác là mình có niềm hứng khởi để bắt đầu một công việc. Và Quốc Thái nghĩ là với một cái người mà là diễn viên như Quốc Thái, cũng như là có sở thích là đi du lịch, thì mình phải có cái sức khỏe từ bên ngoài lẫn bên trong thì mình mới có thể là cống hiến cho sự nghiệp của mình và mình có thể hưởng thụ cuộc sống này. Xin cảm ơn các bạn Thanh Mai.